Người đàn ông này bị tên xăm chổi chĩa súng đe dọa, nhưng trong nháy mắt anh đã cướp được khẩu súng khống chế lại đối phương. Thì ra anh ta là một đặc vụ xuất sắc nhưng đã về hưu ẩn. Không ngờ một sự việc tình cờ đã khiến anh phải chống lại cả một tổ chức mafia. Robert từng là một đặc vụ CIA sống tại Boston. Vì đã có tuổi nên anh đã chán ngấy việc phải đánh đấm hay những nhiệm vụ chết người nữa. Robert chỉ muốn cuối đời được sống cuộc sống an nhàn như những người bình thường khác. Vì vậy anh đã cố tình phạm lỗi nhỏ để bị đình chỉ và nghỉ việc tại CIA. Hiện tại Robert đang làm nhân viên ở siêu thị gần nhà. Mặc dù công việc hàng ngày luôn lặp đi lặp lại nhưng anh không hề cảm thấy bị nhàm chán. Thay vào đó, Robert cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, cứ tan ca lại về nhà dùng bữa chỉ trong vòng 5 phút. Mỗi đêm khó ngủ anh thường ra quán cà phê ngồi đọc sách khoảng 1 tiếng. Vì làm việc trong CIA nhiều năm nên Robert rất tỉ mỉ trong mọi chuyện, ngay cả việc đặt một cuốn sách lên bàn cũng phải ngay ngắn. Hôm đó Alina cũng đến quán cà phê để giải tỏa tâm trạng sau một ngày mệt mỏi. Alina là gái điếm làm việc cho một tổ chức mafia Nga. Ngoại trừ việc tiếp khách hàng ngày, thời gian rảnh cô ấy thường đến quán cà phê nghe nhạc thư giãn. Dần dần Robert và Alina trở thành bạn của nhau. Sau khi nghe Alina tâm sự về những gì đang phải chịu đựng, Robert đã khuyên cô từ bỏ công việc làm gái điếm. Tuy nhiên nói thì dễ nhưng làm được hay không lại là một chuyện khác. Đúng lúc đó chuông điện thoại của Alina vang lên. Cô đành phải rời khỏi quán cà phê và lên xe với một người đàn ông béo. Tối hôm sau Robert lại gặp Alina ở quán cà phê. Những vết bầm tím trên mặt Alina là tác phẩm của vị khách béo u đêm qua. Ông ta là một kẻ biến thái rất thích dùng bạo lực với các cô gái. Robert thông cảm cho hoàn cảnh của Alina và một lần nữa đề nghị cô hãy tìm một công việc khác phù hợp hơn. Nhưng anh không biết được rằng băng đảng mafia Nga mà Alina đang làm việc rất kinh khủng. Để không ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ, Alina chọn cách im lặng. Cả hai cùng nhau đi dạo phố và trò chuyện trước khi trở về nhà. Sau khi được Robert động viên, tâm trạng của Alina đã tốt hơn rất nhiều. Đột nhiên một chiếc ô tô xuất hiện ngay trước mặt họ. Một người đàn ông xuống xe tóm lấy Alina, không nói lời nào mà tát thẳng vào mặt cô ấy. Hóa ra đêm qua vì để tự vệ, Alina đã đánh khách hàng bị thương nên phản ánh lại với ông chủ của cô. Robert định giúp đỡ nhưng Alina đã ngăn lại và nói mình không sao. Vì không biết rõ lai lịch của họ nên anh không muốn hành động hấp tấp. Lúc này ông chủ của Alina bước lại gần Robert, đưa danh thiếp và coi anh như một khách hàng. Tối hôm sau Robert lại đến quán cà phê nhưng đợi mãi mà không thấy Alina xuất hiện. Chủ quán cà phê cho biết cô ấy đã bị đánh đến mức phải nằm viện để theo dõi sức khỏe. Robert lập tức đến bệnh viện chứng kiến Alina bị đánh đến bầm dập nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Sau khi hỏi bạn thân của Alina, anh mới biết hóa ra đây không phải lần đầu tiên cô ấy bị đánh như vậy. Và ngay khi bình phục sức khỏe, Alina phải tiếp tục nhận khách như bình thường. Nếu còn có thái độ hay tấn công khách hàng, Alina sẽ bị người của băng đảng cắt cổ. Robert cảm thấy day dứt, tự trách bản thân nếu như tối hôm đó ra tay, có lẽ Alina đã không bị tra tấn dã man như vậy. Trở về nhà anh không ngừng đấu tranh trong lòng. Một cô gái làng chơi chỉ mới quen liệu có đáng để anh phải trở lại công việc của một đặc vụ. Cuối cùng Robert lấy ra tấm danh thiếp và tìm tới hộp đêm của băng đảng mafia Nga. Robert đi thẳng vào vấn đề, nói lý do đến đây là vì Alina hy vọng có thể chuộc lại tự do cho cô ấy. Ông chủ của Alina nghe xong đã bật cười. Robert rút ra 10.000 đô nhưng ông chủ của Alina nói với anh rằng số tiền này quá ít để chuộc cô gái chuyên gây rắc rối đó. Hơn nữa số tiền này hắn có thể kiếm từ Alina chỉ trong 2 tuần và bảo Robert hãy cầm tiền về và tự quay tay đi. Trước sự sỉ nhục của đối phương, Robert chỉ khẽ mỉm cười quay người ra ngoài khóa cửa lại. Bản năng của một đặc vụ nhiều năm kinh nghiệm có thể tính toán được thời gian để xử lý toàn bộ đám người này. Anh bấm đồng hồ bắt đầu bước lại gần rồi bất ngờ quay người lại hạ gục tên phía sau. Robert nhân cơ hội chĩa súng về phía tên cầm đầu bắn chết hắn rồi vơi chiếc cốc đập vào đầu tên cầm súng. Hai tên khác lại lao lên định tấn công nhưng Robert đã cướp được dao, nhanh chóng xử lý cả hai. Đám xã hội đen không thể động tới cọng tóc của anh. Cuối cùng chỉ còn duy nhất tên tóc dài, Robert vớ lấy dụng cụ mở rượu vang làm vũ khí. Với hai cú đấm anh ta khiến đối phương gãy hai tay. Sau đó là một cú kết liễu ghim thẳng mũi nhọn vào tim hắn. Sau khi dọn sạch kẻ thù, Robert nhìn xuống đồng hồ. Anh chỉ mất đúng 28 giây để làm cỏ đám mafia này. Ngày hôm sau Robert đến làm việc ở siêu thị như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này Vladimir, chủ băng đảng mafia Nga, đã biết tin đàn em của mình bị sát hại. Cái chết của thành viên cốt lõi đã làm gián đoạn hoạt động của băng đảng ở Boston. Nhập khẩu vận chuyển hàng hóa tất cả đã phải dừng lại. Vì vậy Vladimir đã cử Nikolai thuộc hạ thân tín đến Mỹ để điều tra vụ việc vừa rồi. Anh ta lập tức đến Boston triệu tập thủ lĩnh những băng đảng ở trong thị trấn. Sau khi khảo sát hiện trường, anh ta đã tìm được Vi, giám sát ngày hôm đó. Vladimir nhận được tin báo Robert chính là hung thủ giết chết thuộc hạ của mình. Tuy nhiên qua điều tra, Nikolai biết được Robert không phải một kẻ giết người tầm thường. Anh ta đóng giả làm cảnh sát và tới tìm Robert vào lúc đêm muộn. Cả hai đều rất thận trọng không để lộ bất kỳ thông tin nào trong cuộc trò chuyện. Tuy nhiên chỉ mới hỏi vặn vài câu, Robert đã phát hiện ra Nikolai là người của băng đảng mafia Nga. Tối hôm sau Robert lại đến quán cà phê như thường lệ. Nikolai cũng cho người bí mật theo dõi nhưng Robert đã sớm phát hiện ra. Nếu anh ta thực sự là một công nhân thì trên tay đã không có hình xăm như vậy. Thấy mình đã bị lộ, người của Nikolai định rút súng ra tiêu diệt Robert. Nhưng hắn không hề biết được người đàn ông đứng trước mặt mình kinh khủng tới cỡ nào.
Ánh mắt của Robert bắt đầu phán đoán trong nháy mắt, chỉ cần dùng một cuốn sách cũng hất tung khẩu súng và hạ gục đối thủ. Phía bên ngoài, Nikolai đang theo dõi từng cử chỉ của Robert thì bị cắt điện. Một lúc sau, Robert bước ra ngoài cầm máy ảnh và liên tục chụp ảnh xe của Nikolai. Sau đó anh đưa ảnh chụp được cho một người đồng nghiệp cũ trong CIA nhờ giúp đỡ. Mọi thông tin về băng đảng Mafia Nga đã được tìm thấy. Người đứng đầu là Vladimir, người Nga cung cấp mọi thứ từ xăng dầu, vũ khí, gái gú. Hắn đã thiết lập một mạng lưới phức tạp ở cả hai bờ nước Mỹ và được bảo mật toàn diện. Mối quan hệ giữa tiền bạc và chính trị khiến Vladimir trở nên bất khả xâm phạm. Nikolai là thuộc hạ thân tín của Vladimir. Anh ta cũng là một người rất thông minh, từng làm cảnh sát mật. Robert không ngờ mình phải đối mặt với thế lực lớn tới vậy. Anh quyết định ra tay trước. Hôm sau, Robert tìm đến nhà của Frank, một tên cảnh sát tham nhũng. Sau màn chào hỏi bằng vũ lực là màn tra tấn bằng khí gas, cuối cùng hắn cũng phải cung cấp thông tin. Frank dẫn Robert đến một kho chứa tiền của Vladimir, có rất nhiều đàn em đang ngồi đếm tiền mặt. Anh nói với người của Vladimir nơi này đã bị lộ và phải rút lui ngay lập tức. Tuy nhiên, tên cầm đầu ở đây không tin, còn lấy súng ra mỉa mai. Hắn tiến lại gần chĩa súng vào Robert, nhưng chỉ trong nháy mắt anh đã cướp súng và đe dọa ngược lại. Robert nhanh chóng kiểm soát mọi người và báo cho cảnh sát tới tịch thu toàn bộ kho tiền của Vladimir. Sau đó anh sử dụng máy tính của Frank và phát hiện ra các giao dịch ngầm của băng đảng Mafia. Theo manh mối, anh tìm ra tàu chở dầu của Vladimir và đặt bom cho nổ thành tro bụi. Vladimir phát điên khi biết tin kho tiền và tàu chở dầu bị phá hủy. Hắn ra lệnh cho Nikolai phải khiến Robert biến mất khỏi thế giới mãi mãi. Tuy nhiên họ không thể tìm thấy anh, vì vậy đã đến siêu thị Robert đang làm việc. Hắn bắt đồng nghiệp làm con tin để Robert phải xuất hiện đầu hàng. Nhà kho của siêu thị là nơi quen thuộc của Robert. Anh đột nhập trong phòng giám sát và dụ một tên đàn em của Nikolai vào trong rồi tấn công. Nhận được cảnh báo, Nikolai lập tức chặn tất cả các lối ra vào của siêu thị. Robert cắt hết nguồn điện và đặt nhiều bẫy trong siêu thị. Một tên mafia vô tình dẫm phải bẫy, bị kéo lên không trung và thắt cổ đến chết. Một tên khác nghe thấy tiếng hét của đồng bọn vội vàng chạy đến. Nhưng khi nhìn thấy xác của đồng bọn treo lơ lửng, Robert đã dùng kéo nhọn đâm vào cổ hắn. Lúc này đèn trong siêu thị đều bật sáng, một tên mafia khác phát hiện một chiếc lò vi sóng bên trong có chất nổ. Nhưng chưa kịp bỏ chạy, hắn đã bị nổ banh xác. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Nikolai chống chọi. Robert cầm súng bắn đinh trên tay bước lại gần và chấm dứt cuộc đời của hắn. Vladimir bị bại lộ nhiều vụ làm ăn phi pháp nên đã bỏ trốn sang Moscow. Robert đã tìm đến đây và đột nhập vào biệt thự của hắn, mở vòi nước và đặt dây điện hở dưới sàn nhà. Vladimir bước ra lấy súng và khóa vòi nước thì bị điện giật đau đớn đến chết. Còn Robert thản nhiên rời khỏi hiện trường. Alina đã xuất viện và tình cờ gặp lại Robert trên phố. Giờ đây cô ấy trông có vẻ rạng rỡ, đúng với lứa tuổi của mình hơn. Alina đã nghe theo lời khuyên của Robert và tìm được một công việc tốt. Cô còn dự định sẽ đăng ký vào một trường đào tạo thanh nhạc để thực hiện ước mơ của mình. Robert mỉm cười và cảm thấy những gì anh đã làm thực sự xứng đáng. Alina thơm lên má khiến anh cảm thấy rất ấm áp. Sau đó hai người tạm biệt nhau. Anh trở lại siêu thị làm việc như người bình thường. Bộ phim kết thúc tại đây.